Một trong những cái cách mà mình tự học vẽ nếp gấp quần áo đó chính là mình thường hay là mình vẽ lại những cái tranh cũng như là tô màu theo những cái mẫu có sẵn ở trên mạng mà các bạn có thể tìm được ở trên rất là nhiều các cái nền tảng, ví dụ như là Pinterest hoặc là Shopee chẳng hạn, nơi mà buôn bán rất là nhiều những cái mẫu quần áo. Mình có thể xem các cái mẫu quần áo ở trên này rồi mình vẽ theo những cái mẫu quần áo đó từ cái nếp gấp nè và màu sắc chẳng hạn, để mình có thể học hỏi nhiều hơn. Với cái mẫu quần áo này thì mình sẽ đổ cho lớp màu trước, sau đó sẽ dùng cái phần select để mà mình chọn màu để tô nó không bị sỏi bị lem ra ngoài ha. Tại vì mình tô thì cũng tô có trên một hai layer thôi, cho nên là mình sẽ không có tô nhiều phần ra và chủ yếu là chỉ tô trên một lớp layer chính thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đổi màu, sau đó thì mình sẽ đi bóng cho cái trang phục này ha. Cái phần màu thì các bạn có thể lấy trực tiếp ở trên cái mẫu trang phục luôn cho nó dễ cũng được. Cái phần bóng này thì các bạn có thể tô trước hoặc là tô sau cũng được. Tuy nhiên thì mình vẽ trên một layer cho nên mình sẽ tô nó trước nha. Còn nếu mà các bạn tô sau thì các bạn có thể thêm một cái layer, cái tia layer để giảm cái opacity xuống để mà tô cho nó tối hơn cũng được. Còn ở đây thì mình chỉ dùng một layer cho nên là mình sẽ tô trước giống như là mình tô ra đi vậy đó. Sau đó thì mình sẽ phủ các màu đậm lên. Thì ở đây thì màu đậm của nó sẽ là một cái màu khá là tối. Thì màu này thì mình cũng sẽ lấy ở trên cái trang phục luôn. Đối với lại các cái đường nét hoặc là những cái phần chi tiết của trang phục á thì mình sẽ hoàn toàn là mình dùng cọ sắt luôn nha, chứ không có blur cái phần cọ đi và cũng như không có làm mờ đi. Còn những cái phần mà nó như là phần bóng thì ở trên trang phục á thì mình sẽ blur bớt. Các bạn có thể thấy là mình sẽ dùng blur để mà mình đi các cái phần viền cho nó mờ nhạt ra, nhìn nó sẽ giống với lại chất liệu vải thật hơn. Tranh này thì mình sẽ không có render kỹ cho nên là mình sẽ chỉ tô theo cái phác thảo để chủ yếu mình học về nếp gấp và cũng như là học về cái phối màu sắc và chi tiết của trang phục thôi, là mình sẽ không có render kỹ các cái phần chi tiết của trang phục này nha. Các bạn có thể thấy là từ đầu thì cái phác thảo nó cũng không có sạch sẽ lắm rồi đó. Với các cái phần chi tiết nhỏ thì các bạn có thể dùng cái brush nhỏ hơn để mà các bạn tỉa cho nó sắc nét cũng được ha. Riêng ở tranh này thì các cái chi tiết nhỏ của nó thì nó khá là nhỏ đi và mình cũng không có định là sẽ tỉa sâu, sẽ render sâu vào, nên là mình sẽ vẽ đại khái qua loa thôi ha. Cọ mà mình dùng thì các bạn có thể tham khảo, thì tên cũng là tên tiếng Trung cho nên là mình cũng không biết làm sao để mà share cho các bạn. Nếu mà mình rảnh thì mình sẽ share cái link ở trên cái asset cho các bạn ha. Về cái brush thì mình nghĩ là nó không có cái gì đặc biệt đâu, mình cũng không có sử dụng texture tại vì đơn giản là mình chỉ xài cái brush này và một cái brush line nữa và kèm thêm cái công cụ blur, chứ mình cũng không có cái brush để mà render đâu. Brush render của mình thì cũng hiếm lắm. Khi mà tô cái này thì cũng không có quá là nhiều cái chất liệu để mà mình có thể sử dụng nhiều cái brush á. Khi nào mà mình rảnh thì mình sẽ vẽ những cái trang phục mà nó có cái chất liệu khác hơn để mình cùng nhau học về cái chất liệu khi mà mình vẽ trên tranh đi ghi ha. Khi mà vẽ cái tranh này thì mình có chủ đích là mình làm video, tại vì mình vẽ tranh này lúc mình livestream và mình không có giữ cái livestream đó, mình không có mở livestream đó nữa, cho nên là mình sẽ edit lại cái video này thành một cái video ngắn cho các bạn xem cho nó dễ hơn. Thế cho nên là mình đã bỏ qua cái bước phác thảo dựng cái khung của cái trang phục này rồi. Mà nói chung là cái khung thì cũng sẽ dựa theo cái mẫu của người ở bên người thật để mà mình vẽ thôi. Nó sẽ không có khó và các bạn sẽ rất là dễ để mà dựng một cái hình như vậy. Dĩ nhiên nó sẽ không chính xác hoàn toàn tại vì mình cũng không phải là draft hình cho nên là nó không có được chính xác hoàn toàn đâu, mình chỉ vẽ sơ sơ để mình lấy cái mẫu mình tập tô màu thôi. Đấy, nhưng mà khi nào mà mình rảnh hoặc là mình có làm những cái content học về vẽ trang phục như thế này thì mình sẽ bắt đầu mình ghi lại từ cái khoảnh khắc mà mình dựng hình luôn để cho các bạn
xem ha. Thì dựng hình này thì nó cũng khá là dễ rồi, nó không có phải quan trọng nhiều về cái anatomy bởi vì đã có cái hình mẫu sẵn rồi. Cái quan trọng là mình vẽ theo thôi, và một số những cái nếp gấp nào đó mình cảm thấy hay mình sẽ ghi lại và cũng như là sẽ lưu ý. Nhưng mà bạn nào muốn học về nếp gấp trang phục thì có thể cùng nhau học với mình ha, mình sẽ cùng nhau phân tích trên những cái mẫu sản phẩm thực tế luôn. Bởi vì khi mà các bạn nhìn vào một cái sản phẩm mẫu thực tế thì mình sẽ dễ nói hơn rất là nhiều so với lại cái việc mà chúng ta tự vẽ ra một cái sản phẩm rồi mình nói về cái nếp gấp trên cái sản phẩm đó. Chúng ta sẽ rất là khó để mà mô tả, để mà hiểu được về cái nếp gấp của trang phục như thế nào khi mà thực tế là mình không có hiểu được cái sản phẩm đó và hiểu được cái nếp gấp ở vùng đó. Thì mình nghĩ là học trên cái trang phục thực tế là một cái rất là dễ để cho những bạn nào mà muốn học vẽ nếp gấp trang phục có thể học theo ha. Phần nhiều chi tiết nhất của cái trang phục này thì là cái phần áo khoác thôi, còn những cái phần còn lại thì nó khá là đơn giản. Tuy nhiên thì có những cái mà mình nghĩ là nó muốn phức tạp hơn thì nó cũng sẽ phức tạp được thôi. Ví dụ như là cái phần quần này, nếu như mà các bạn mà muốn tỉ mỉ hơn thì các bạn có thể học về tả chi tiết và cũng như là tả về chất liệu của cái quần này. Khi mà nhìn vào cái mẫu thì mình nghĩ là cái áo này nó sẽ có cái chất liệu nó hơi cứng và sẽ có một độ nhám bóng nhất định. Bóng thì chắc là không có đâu, mà sẽ có độ hơi nhám nhám lì lì một xíu bởi vì không thấy có nhiều cái ánh sáng ở trên cái trang phục này. Mà cái form áo thì sẽ khá là cứng cho nên là nó mới có thể ra cái form như vậy được. Mình nhìn vào trang phục mình có thể, mình cơ bản là mình đoán được như vậy. Đấy, còn cái áo bên trong thì sẽ là áo thun bình thường thôi, nó không dày quá, cũng không ỏng quá. Quần thì mình nghĩ nó là một chất liệu jean, nó sẽ có độ co giãn, theo mình nghĩ là như vậy. Thế thì từ những cái xác định về chất liệu ban đầu thì mình có thể vẽ sao cho nó tốt hơn. Thì video của mình sẽ đến đây thôi. Nếu như mà bạn nào mà thích cùng mình học vẽ những cái trang phục, học vẽ về các cái nếp gấp thì các bạn có thể xem tiếp những cái video như thế này ha.